Phật, xin quý vị cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đà Phật cùng với thầy, với sư cô, với đạo hữu, với Phật tử. Hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2019 tại vùng Edmonton ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, thì chúng tôi có duyên trở lại với quý vị. Không biết là lần thứ mấy rồi, nhưng mà cái này là duyên đặc biệt. Thực sự ra thì năm này chúng tôi không có chương trình đi sang Hoa Kỳ. Và buổi giảng tối nay là buổi có thầy Thượng tọa Hạnh Tuệ Nhân Phật của tôi. Nhưng mà kỳ này thì chúng tôi ở Hoa Kỳ rất là ngắn hạn, chỉ trong vòng một tuần thôi. Thế sư cô trụ trì với sư cô có đề nghị là thì tôi nói chuyện với quý vị một tiếng đồng hồ. Sau đó thì tới Thượng tọa Hạnh Tuệ lên sẽ ôn bài quý vị. Nghe nói quý vị học siêng lắm mà hả? Bữa nay tới bài gì rồi? Cố gắng vậy là tốt rồi. Ngồi ra thì có thầy Trang Pháp Cẩn. Tối hôm qua quý vị nghe thầy nói chuyện rồi hả? Vâng, thì thầy thì đang làm MA Đại học Bạc Lê. Thì cũng đi xuống như này thăm tôi và có duyên cũng ở tới chắc thứ hai tuần sau mới về. Nếu mà quý vị có muốn nghe Pháp nữa thì chắc quý thầy cũng hoan hỷ thôi. Tuy nhiên là vào ngày đi làm và tối đi nghe Pháp như vậy, vào ngày thứ ba như vậy là rất là đặc biệt. Đặc biệt hôm nay thì có hai vị khách. Không biết quý vị nhìn ra phía sau có ai biết hai ông bà này không? Biết. Xin giới thiệu anh Thái Tú Hợp với là chị Ái Cầm. Người gốc Quảng Nam, nhưng mà sinh sống ở đây lâu đời, lâu năm rồi, chắc cũng 40 mấy năm rồi. Làm tờ báo Sài Gòn Times, chắc quý vị biết. Chị thì tiếng Hoa rất là tuyệt vời, còn ảnh thì thơ văn rồi ngôn luận rất là nhiều kinh nghiệm. Thì sẵn thôi tôi đọc bài thơ Đường trước để cho quý vị nghe rồi. Cái bài của Hạ Tri Chương á, mà tại sao gọi là thơ Đường? Tại vì đời nhà Đường á, thời mà ngài Huyền Trang mà sang bên Trung Ấn Độ thỉnh kinh vào năm 598 đến năm 618, là thời gian 20 năm của ngài Huyền Trang sang bên Ấn Độ thỉnh kinh, thì thời đó là thời của vua Đường Thái Tôn. Đường Thái Tôn thì nhận ngài Huyền Trang là Đường Ngự Đệ, tức là em của vua. Rồi cái thời nhà Đường là mấy trăm năm như vậy. Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Thì mà thơ văn cái thời đó là rất là hay. Thì có một bài của Hạ Tri Chương viết như thế này: Hồi hương ngẫu thơ, là thiểu thiếu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mắm mau thôi, nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vắng khách đồng hà sứ lai. Cái này thì tôi mới dịch ra cái nghĩa của tiếng Việt thôi, chứ còn nếu mà dịch theo văn Song Thất Lục Bát hoặc là Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt thì là khác nữa. Tôi dịch là: tuổi nhỏ xa quê, già trở lại, giọng quê không đổi, tóc mai thay, nhi đồng tuy thấy nhưng chẳng biết, cười hỏi khách rằng đến nơi nào. Tức là ông
Hà Thị Trương lúc còn nhỏ thì cũng sống trong một cái gia đình cơ hàng, lớn lên thì được đi học và làm quan. Đến già rồi thì trở về lại thăm quê hương khi mà tóc mai đã bạc. Thì những người cùng trang lứa thì không còn ai hết, chỉ có thấy mấy đứa nhỏ ngoài đường nó chơi. Thì nó thấy ông khách tới thì nó rất là vui. Nhưng mà cái vui của nó là nó hỏi chứ ông từ đâu đến vậy. Thì cảm nhận cái bản thân của mỗi người trong chúng ta cũng vậy thôi. Có người thì xa quê 40-50 năm, người vài chục năm. Bây giờ mình về quê hương cũng thay đổi hết. Cho nên là tâm trạng của Hà Thị Trương mà hôm nay là gặp anh chị ở đây cũng là không có hồi hương ngẫu thi, nhưng mà cũng là tha phương ngộ cố tri, thì cũng là một cái duyên rất là đặc biệt. Cũng như ông này Xu Gia và Hồng Hoa bên Canada, bà mới mất 27 tháng 12 thọ 100 tuổi. Và bà cụ này rất là đặc biệt. Mỗi ngày niệm 108 sâu hạt niệm Phật và rất là tinh tấn. Bà niệm cho tới bây giờ chắc mấy trăm ngàn chuỗi, Vâng. Bà là Hồng Hoa Store viết bích đại lý ở Việt Nam, và sau này thì cũng có tu học. Vâng, thì hôm nay thì quý vị thâu hình rất là nhiều, nhưng mà đề tài tôi nói cái gì đây, tôi nghĩ là những câu chuyện góp nhặt cử thiền thôi ha. Thì quý vị nghe sao thì ghi nhận cái gì được thì hai cái đó. Bây giờ chuyện thứ nhất là lý do tại sao mà kỳ này chúng tôi có mặt ở đây là trước khi đến đây thì chúng tôi sang Úc. Ở đây quý vị nào đi Úc là giơ tay coi. Có một vị. Đi Úc thì từ Mỹ tương đối gần, chỉ ngồi máy bay 14 tiếng đồng hồ là tới thôi. Nhưng mà từ bên Âu Châu chúng tôi đi Úc là khoảng là 24 tiếng đồng hồ ngồi máy bay mới tới. Xứ Úc là xứ xa như vậy. Hầu như mỗi năm thì chúng tôi có dịp sang Úc một lần, tại vì chúng tôi có một người anh ruột, tức là Bảo Huynh Hòa Thượng Bảo Lạc, đã đi xuất gia từ năm 1957. Ngài cũng du học về Nhật năm 1974. Đến năm 80 thì Hòa Thượng qua định cư bên Úc và xây dựng chùa bên đó. Cho nên những năm tháng đầu thì cũng kiến lập cơ sở, rồi sau đó thì độ chúng. Bây giờ thì thầy cũng lớn, thì cũng dịch kinh viết sách thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng qua bên đó là lên trên núi, rồi tịnh tu, tụng kinh, rồi dịch kinh, viết sách. Cho nên đi Úc về thì bao nhiêu lần, mỗi lần đi như vậy là 34.000 km. Quý vị biết là qua đất thì có 34.000 km thôi ha. Thì từ Đức đi qua Dubai, Trung Đông, rồi Trung Đông nó mới đi qua Úc. Rồi kỳ này từ Úc về Los Angeles, rồi từ Los thì đi về lại Paris, Charles de Gaulle, đúng là 34.000 km luôn. Mà quý vị biết là tôi đến Úc từ năm 1978, mỗi năm mỗi đi, bây giờ mỗi năm còn đi, nhiều khi đi hai lần nữa. Thì tính đường bay sang Úc không á, là 1.250.000 km. Còn đi Mỹ thì tôi đi lần này là lần thứ 51, từ năm 1978 khi mà còn có Hòa Thượng Thích Thiên An làm viện trưởng Viện Đại học Đông Phương ở vùng Los Angeles. Đi Mỹ về thì tôi có viết một quyển là nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến, thì đã xuất bản năm rồi. Tôi đã viết về nước Nhật, viết về Úc Châu. Năm 2018 thì chúng tôi cũng xong tác phẩm thứ 66 là Phật giáo Việt Nam tại Âu Châu, để giới thiệu cho quý Phật tử nào mà ở châu này muốn biết thì có thể tìm hiểu. Kỳ này đi qua Úc thì tham dự khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ thứ 18 thì tổ chức tại Adelaide. Nước Úc thì rất là lớn nhưng mà chỉ có mấy tiểu bang thôi, tiểu bang Queensland. Thì viên bang New South Wales thì nó lớn cũng gấp 4 lần nước Việt Nam mình vậy đó, rất là lớn. Rồi tiểu bang South Australia, tiểu bang Nam Úc. Thì bây giờ cái vị toàn quyền của tiểu bang Nam Úc là ông Lê Trọng Hiếu là người Việt Nam, chỉ dưới quyền của bà nữ hoàng Elizabeth thôi. Tiểu bang Tây Úc, Western Australia. Rồi từ tiểu bang North Territory là miền Bắc, Darwin.
và một cái tiểu đảo gọi là Tasmania, nơi mà người Bồ Đào Nha với người Anh đặt chân lần đầu tiên đến đó. Có một năm thì sau khi tịnh tu thì Hòa Thượng Bảo Lạc và chúng tôi thì với mấy thầy đệ tử thì rủ là thôi nước Úc nó lớn như vậy mà mình không đi quanh thì không bao giờ biết hết, cho nên đi vòng quanh nước Úc một lần coi thấy nước Úc nó lớn như thế nào. Có đoạn thì đi máy bay, có đoạn thì đi xe bus, có đoạn thì tới đâu thì thuê xe thì mấy thầy lái đi thăm. Quý vị biết là từ Perth mà lên cái vùng Darwin á là ngồi trên xe bus không là khoảng 17 tiếng đồng hồ, nó xa như vậy đó. Nó cũng tương đương với nước Mỹ chứ không phải là nhỏ, nhưng mà nước Mỹ thì bây giờ là 300 mấy chục triệu dân, với nước Úc có 30 triệu dân thôi, tại vì đất đai nó khô cằn, giữa nó thì sa mạc không thôi. Mà có một cái thánh địa của người địa phương á, thổ dân á, là Uluru á, ở vùng Alice Springs á, thì rất là nổi tiếng. Nơi này thì chúng tôi cũng có đi đến rồi. Và bên Úc có điều đặc biệt là cái người lái xe bus là làm cái nhiệm vụ đưa thơ luôn, bởi vì có cả hàng 10 cây số mới có một ngôi nhà, thì ông đưa thơ nào mà đi cho nổi, cho nên ông lái xe buýt chống vừa, ông lái xe buýt đi ngang qua đoạn đường đó thì ông đưa thơ luôn. Và xứ Úc thì nó khác nhau nhiều lắm. Bây giờ chúng ta ở Âu Châu, Mỹ Châu thì đang là mùa đông, bước sang mùa xuân, bên kia là họ đang là mùa hè, bước sang là mùa thu. Đó, và mình bên này mùa hè thì bên đó họ là mùa đông. Đó. Vậy thì quý vị thấy là mình thấy có mặt trời lặn và mặt trời mọc, nhưng thực sự là mặt trời không lặn và mặt trời cũng không có mọc. Bây giờ cũng giống như nếu mà nói chuyện thiền là cái cánh cửa mà mình đang ngồi đây. Quý vị từ ở ngoài đi vô thì mình nói là đi đâu? Đi vô. Chút nữa mình từ đây mình đi ra mình nói làm sao? Nhưng mà cánh cửa nó làm sao? Có ra vô không? Không. Tại vì cái đối tượng mình nghĩ nó là vô ra, chứ trên thực tế nó không có đi vô mà cũng không có đi ra. Tại vì mình nghĩ nó như vậy. Cũng như mình đây mình nó ban đêm, nhưng trong lúc đó thì ban Úc là ban ngày. Tôi thành tuệ ngày hôm qua là đi từ sáng ngày 8 kìa. Mà tôi về đây sáng nay cũng còn sáng ngày 8 nữa. Tức là mình đang đi, nhưng mà thực sự mình nghĩ rằng mình đang đứng. Tại vì quá đất nó xoay, mình là cái vật thể bị động. Thì nó là, nhưng mà nếu mà mình chấp vào cái điều của mình nghĩ nó là đúng thì thực sự nó không có cái gì đúng hết. Thế gian này nó đều là tương đối hết, mà đa phần mình bị cái ngã nó làm cho mình là đau khổ. Thì kể một câu chuyện thiền, mà thiền của Thiên Chúa Giáo, không có thiền Phật Giáo, quý vị nghe ha. Mà tôi nghĩ chắc bên Thiên Chúa Giáo lấy câu chuyện này của Phật Giáo mà, thì nói quý vị nghe thì nó ra làm sao. Có một ông tỷ phú rất là giàu, nhưng ông rất là khổ, bởi vì ông có thì giờ, ông suy nghĩ rất là nhiều. Ông nghe một linh mục rất là giỏi về tâm lý học. Câu chuyện này thì tôi đọc trong quyển mục vụ ở bên Thụy Sĩ, mấy ông linh mục gửi cho báo hàng tháng thường lắm, thì tôi có đọc. Thì khi ông tỷ phú này đến vị linh mục kia thì mới trình bày tất cả những cái sự kiện trong cuộc sống khó khăn như thế nào, bị trầm cảm làm sao. Thì ông linh mục ông nói thôi được rồi, nhà tỷ phú cứ ngồi đó, tôi vô tôi viết cái tòa thuốc đưa cho ông. Thì ông linh mục cũng cầm ra ba tờ giấy, ông nói là cái tòa thứ nhất là dùng trong 21 ngày đầu, tòa thứ hai là dùng trong 21 ngày thứ hai, và tòa thứ ba là dùng trong 21 ngày của lần thứ ba. Thì ông tỷ phú cũng rất là vui, cảm ơn ông linh mục và trở về lại nhà. Thì ông mở tòa thứ nhất ra thì ông thấy ông linh mục viết như thế này, đó là nhà tỷ phú mỗi ngày nên dùng một tiếng đồng hồ ra ngoài bãi biển và nằm thư giãn, quay hết tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Thì ngày thứ nhất ông tỷ phú làm như vậy, ngày thứ hai làm như vậy, ngày thứ ba làm như vậy. Ông cảm thấy rất là an lạc, bởi vì
hàng ngày không nghe được tiếng chim kêu, tiếng sóng vỗ hay là mặt trời mây xanh không thấy, nhưng mà chính trong một tiếng đồng hồ đó ông cảm nhận được rất là thoải mái. Thì sau một ngày đó thì ông mở cái toa thứ hai ra thì thấy ông linh mục viết là tỷ phú có rất nhiều tiền bạc, vậy thì bây giờ tỷ phú nên sử dụng cái tiền bạc nó đúng cái tâm nguyện của tỷ phú, muốn làm chuyện gì thì nên làm đi. Thì ông tỷ phú thấy cũng phải, thì ông sử dụng tiền bạc của ông để giúp cho những người nghèo, sẽ trường học, học bổng rồi này kia. 21 ngày qua, đặc biệt là ông chờ cái tòa thuốc thứ ba, thì là trong đó có cái gì. Bây giờ tôi đố quý vị trong tòa thuốc thứ ba có gì, ai đoán được? Tòa thuốc thứ ba ông dở ra đó, thì trong tòa thuốc trong linh mục nói như thế này: nhà tỷ phú cũng ra bãi biển nằm lại một lần nữa, và bây giờ thì ông tỷ phú hay lấy những cái cây cành cây nhỏ mà nó rớt xuống dưới đất á, thì ông viết lên trên cát chuyện vui, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện hờn, chuyện thương, chuyện ghét, đủ thứ việc trên thế gian hết. Thì ông tỷ phú nào ông thấy vậy cũng hay, thì ông viết một câu về thương yêu, thì mới vừa viết xong thì sóng nó lên nó xóa hết. Rồi câu thứ hai ông viết là tôi giận người này, tôi ghét người kia, thì nước biển nó lên nó cũng xóa hết. Câu thứ ba vân vân và vân vân. Đến ngày thứ bảy thì ông Satori. Bây giờ tôi hỏi quý vị, câu chuyện này nếu mà nói câu chuyện thiền và Phật giáo là ông Satori cái gì? Ông Enlightenment cái gì? Thì ở cầm nó rất là hay, cho anh tràng pháo tay trước. Nhưng vậy này không đi học Phật Pháp, người ta trả lời trước, hôm nay lớp Phật Pháp thầy thì nói dài là các pháp hữu vi đều vô thường, nhưng mà nói ngắn là cái gì? Vô thường thôi. Mà vô thường là cái gì? Bây giờ quý vị ha, bây giờ tất cả những người trong chánh điện này đều nắm tay là hát cho tôi đi. Nắm tay là già trẻ lớn bé, mấy cô cũng nắm luôn, mấy thầy nắm luôn. Giờ nắm thiệt là chặt ha. Nắm. Mình thấy làm sao? Thấy bằng tay nó làm sao? Tê. Bây giờ quý vị thả từ từ nữa. Thấy làm sao? Thoải mái. Vậy thì buông là khỏe phải không? Nhưng buông nổi không? Đây cũng là thiền á. Nhưng nếu mà mình học mà vô ngã thực sự đó thì mình buông hết xuống giày, danh lợi tiền tài vợ con vật chất khác như Đức Phật hay những người xuất gia tạm thời. Nhưng mà cũng có người buông để ngang vậy sao? Có không? Buông xong rồi nắm trở lại. Thì buông xuống luôn hay là nắm trở lại, đó là chuyện của mình. Thì tiện đây thì tôi kể một câu chuyện trong kinh Phật Bản Hạnh Tập, trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán. Quý thầy có dịch sang tiếng Việt câu chuyện là rất là hay, là nên niệm ăn chứ không có nên niệm oán. Câu này nó cũng giúp cho mình, nó cũng là câu chuyện thiền nhưng mà chuyện thời Đức Phật. Có một ông cụ già có 5 người con trai, sống trong một gia đình ban đầu thì cũng rất là hạnh phúc, nhưng mà sau đó thì cha con không có hiểu nhau. Cha thì càng ngày càng già, rồi thì con gái càng ngày lớn khôn, liền ra làm ra tiền bạc, thì đối xử với ông rất là tệ bạc. Cho nên cuối cùng thì ông bỏ mấy người con để ông chọn một cái nghề xi nhan. Nghề xi nhan là dĩ nhiên là đối với mọi người thì rất thấy rất là tầm thường, nhưng mà đối với ông thì không còn giải pháp nào khác hơn, cho nên ông chọn nghề xi nhan để ông sống. Từ ngày là tháng qua thì ông cũng phải già, và cuối cùng là thì ông nhờ cây gậy mà ông chống đi lão đảo, đi buổi sáng đi xin nhà này một chút, buổi chiều đi xin nhà này một chút. Thì Đức Phật hiện ra trong kinh gọi là Phật Bản Hạnh Tập, tập thứ 13, nói rất là hay. Thì Đức Phật hiện ra hỏi là: này lão,
tại sao lão sống như thế này? Thì ông lão mới trả lời rằng, dạ nhà con thì cũng không giàu, nhưng mà con đối đãi với con của con rất là tốt, tình thương của cha đối với con. Và bây giờ lớn lên rồi, đứa nào cũng có gia thất riêng và nó hắt hủi, cho nên con không biết nương tựa vào đâu, chỉ có nương tựa vào vấn đề xin ăn thôi. Thời xưa chứ bây giờ mấy cụ đâu cần đi vậy ha, vô viện dưỡng lão rồi có chính phủ nuôi mà. Thì đi như vậy thì Đức Phật mới thấy ông cụ cầm một cây gậy rất là vững. Thì Đức Phật hỏi rằng, có khi nào cụ nghĩ rằng nhờ cái gậy này mà buổi tối mình có thể lấy nó để gối đầu, và nhờ cái gậy này mà cụ có thể đuổi những con chó dữ, và nhờ cái gậy này nó có thể đưa cụ qua bên những dòng suối sâu không? Thì ông lão mới sực tỉnh, tại sao mình cứ dặn con mình hoài mà cái cây gậy ở bên mình không bao giờ mình nhớ đến nó hết. Thì bây giờ đó cũng là đề tài thiền quán của Đức Phật giao cho ông lão này. Vậy bây giờ là ông về ông quán cây gậy không ta? Tức là niệm ơn có cây gậy, còn những cái oán hận đó con cái là từ từ ông quên đi hồi nào ông có hại. Thì chỗ này nó cũng tương ưng với lời dạy của Đức Đạt La Đạt Ma thứ 14 á. Ngài nói rằng khi trong tâm anh á, mà lòng từ bi nó hiện hữu á, thì sự hận thù nó không có cơ hội để tồn tại. Phải không quý vị? Nếu mà cái từ bi nó nhiều á, thì cái hận thù nó không có cơ hội để mà nó ở trong tâm của mình nữa. Thì ông lão cứ quán hoài như vậy. Quán đến một cái mức gọi là thuần thục. Thì một ngày nọ thì Đức Phật bảo rằng ông lão về tịnh xá Kỳ Hoàng để gặp ta. Ông lão hôm đó thì đi cũng rất là bình tĩnh. Rồi khi đến đó thì có một pháp hội rất là lớn. Thì Đức Phật bảo ông thăng tòa chỉ nói về cây gậy thôi. Thì ông lão thao thao bất tuyệt mà nói về cái ý nghĩa của sự đi xin, rồi lấy cây gậy gối đầu, rồi thì dùng gậy để mà giúp mình đánh những loài chó dữ, thì chống gậy để đi qua sông sâu. Dùng là lão nó như vậy thì hôm đó là có 5 người con trai ở dưới pháp hội cũng đang ngồi nghe. Nghe bây giờ có thấm không? Thấm. Thì 5 người con trai mới nói cái gậy nó là một cái vật vô tri, mà cha mình mà còn nhớ đến như vậy, còn mình là những cái người con của cha mẹ tại sao là bất hiếu như vậy. Thế là 5 người này lay như ôm ông già khóc và đưa cha mình về nhà để nuôi. Quý vị thấy là Đức Phật ngày xưa không có dùng những cái động từ hay danh từ hay những cái trạng từ thật to lớn để mà dạy người, dùng những cái hành động rất là đơn giản, rất là từ bi. Thì từ đó đó người ta cảm nhận được cái ân đức sâu dài của Đức Phật, mà người ta có thể là bỏ cái dữ mà trở nên cái hiền lương thiện. Cho nên trong tứ chánh căn mà quý vị có học với thầy Hạnh Tuệ, tứ chánh căn là gì nào, quý vị nào đại diện nó nghe coi, và bãi phẩm trợ đạo, tứ chánh căn là gì? Việc ác chưa sanh, đừng làm cho nó sanh, việc ác đã sanh rồi thì cố gắng không có làm cho nó phát sanh nữa. Việc thiện chưa sanh thì làm cho nó phát sanh, việc thiện đã sanh rồi thì cố gắng làm cho nó sanh. Đó là tứ chánh căn. Tiếp theo có câu chuyện này thì mới Noel năm trước nữa, tôi có coi cái một cái video clip mà tôi nghĩ là quay ở vùng Los Angeles này nè, rất là hay. Chỉ có 5 ngày mà mấy triệu người vô coi nữa, mà nó rất là ngắn. Có một cậu người gốc Á Châu, tại vì nói tiếng Anh thì tôi cũng không biết là người Việt hay là người Hoa hay là người Nhật. Thì lễ Giáng sinh thường thường là người ta có chút tiền, và anh này thì đi làm, thì muốn đem cái tiền để mình làm từ thiện. Ta chọn một cái chỗ những người homeless ha, bên Mỹ rất là giàu có, nhưng mà chắc chắn cũng có người khó hơn mình.
mấy chùa cũng đi giúp phải không? Có những bữa cơm từ thiện xã hội cũng rất là hay. Thì anh chàng này chọn một cái nơi mà nhiều người không có nhà cửa, sống vô gia cư đó, thì người ta mang 100 đô la tới tặng cho một người nọ. Nhưng mà anh ta gắn trong tay anh một cái máy nhỏ thâu hết những hành động của cái người mà nhận tiền của anh ta đó. Anh ta không biết là ông này nhận tiền để làm gì. Thì ông này ông nhận 100 đô la xong xuôi rồi thì ông vô trong Microsoft. Ông mua hết 100 đô la thức ăn. Ông đem đồng phát lại hết cho những người mà nghèo khó đó. Thì cái cậu này rất là cảm động. Và ngày hôm sau cậu ta mang tới 400 đô la để tặng cho ông này thì ông này không có lấy. Thì cậu này cũng thú thật là ngày hôm qua tôi làm một cái việc thiện nhưng mà tôi cũng suy nghĩ là không biết là mấy ông lấy tiền đó để làm gì. Cho nên tôi có gắn máy và theo dõi cái việc làm của ông. Tôi rất là cảm động nhưng hôm nay thì tôi mang tới nhiều tiền hơn để biếu ông. Thì ông lắc đầu. Ông nói cậu ơi, ngày xưa tôi cũng là một chủ hãng. Nhưng vì thất bại, thất thế xa cơ cho nên vợ chồng ly tán nó mới ra cái nông nổi này. Vì vậy cho nên tôi rất là trân quý cái tấm lòng của cậu còn trẻ mà biết làm từ thiện như vậy, điều rất quý. Mà dĩ nhiên trong chúng tôi những người mà nhận tiền không phải là ai cũng giống ai hết. Cho nên cái câu chuyện này nó rất là hay để nó cho chúng ta thấy cái gì. Chúng ta cho ai một cái gì đó, một cái hành động cho đó là nó đã thể hiện cái tấm lòng từ bi của mình rồi. Chứ không nhất thiết phải là theo dõi người đó làm cái gì. Cũng giống như cúng dường tiền vô chùa mà nó sao thầy cô không chịu xây chùa vậy. Chắc là nghi mấy ông này làm cái gì thôi. Khi mình phát tâm cúng là cái tâm của mình đã được ghi vào cái sổ thiện rồi. Thì từ cái câu chuyện đó đó, có một số Phật tử mà hỏi rằng thưa thầy, chúng con thì thích đi phóng sanh nhưng mà về Việt Nam đang phóng ở trên còn ở dưới người ta đặt lưới người ta vớt lại rồi bây giờ sao, có nên phóng sanh hay không? Thì xin thưa câu trả lời là nên phóng sanh. Còn chuyện họ tạo ra nghiệp ác, họ bắt chúng sanh đó là chuyện của họ, không phải là chuyện của mình. Chứ không phải là tại vì người ta bắt những con vật đó rồi mình đóng cửa từ bi lại đâu có được, còn bao nhiêu chúng sanh đau khổ khác nữa. Cho nên khi làm một việc thiện thì chúng ta xả kỹ. Thì trong cái tinh thần xả kỹ đó thì mình làm những cái gì mà nó có ý nghĩa thì điều rất là hay. Thì tiếp tục thì kỳ này thì chúng tôi đi thăm Adelaide, rồi đi thăm Melbourne, rồi đi về Sydney. Ở đây gặp Hòa Thượng Bảo Lạc. Để Thầy Hình Tuệ cũng có làm mấy cái video clip về chùa Quảng Đức, rồi chùa Pháp Hoa cũng rất là hay, có đưa lên trang nhà Hoa Vô Ưu. Và sau đó công việc xong thì đi về đây. Và ngày mai, ngày mốt thì đài truyền hình World Asia Media thì chúng tôi cũng có thuyết giảng trong năm mấy thời. Rồi thì cũng một điều đặc biệt là nhạc sĩ, ca sĩ Gia Huy cũng là ca sĩ Phật tử. Thì em này có làm cái nhạc hội gọi là Đêm Thành Đạo. Đúng ngày 8 tháng 12 âm lịch, tức là 13 tháng 1 sắp tới đó. Trong này quý vị có ai đi coi không? Có mua giấy chưa? Chắc chưa có quảng cáo hả? Anh thứ thì qua thăm một vài công việc Phật sự ở đây, rồi ghé thăm đó, rồi sáng là chúng tôi phải về lại bên Pháp để ăn cư kiết đông. Thì ở bên Âu Châu thì có ăn cư kiết hạ, rồi tổ chức khóa tu học Phật Pháp cho quý Phật tử tham dự. Nhà Âu Châu thì đến kỳ thứ 30 rồi, ở bên Úc thì kỳ thứ 18, và ở Mỹ thì mới tới kỳ thứ 8 thôi. Trong này có quý vị nào đi tham gia khóa tu học Pháp Bắc Mỹ từ khóa 1 tới khóa 8 này giơ tay coi. Cũng không có. Cũng nên đi. Nhà có một đỡ. Dạ vâng, thì cũng tốt ha, đi tham dự cho biết. Bên Âu Châu thì năm vừa rồi là năm thứ 30 rồi. Dạ, và mỗi lần tham gia tổ chức như vậy là trong vòng 10 ngày. Và thường thường là ít nhất là cũng 500 người và nhiều nhất thì cũng 1.100. Quý vị thấy 1.100 người
mà ở trong vòng 10 ngày một cơ sở thì nhiều công việc phải làm. Nhưng mà đặc biệt là thế hệ trẻ kỳ này, mấy anh em trong gia đình Phật tử họ có làm cái thống kê là cái giới nào đi tu học nhiều nhất. Thì Âu Châu là giới thanh niên từ 18 tuổi tới 35 tuổi là đông nhất. À, nó ngược lại ở bên nhiều châu khác. Thì cũng một cái câu hỏi của đài truyền hình mà họ hỏi nó không có dễ. Hỏi thì dễ nhưng mà trả lời rất là khó. Thì họ hỏi tôi là, thưa Thầy, Thầy đi rất là nhiều nơi, đến nhiều chỗ, vậy thì nước nào hay chùa nào, chỗ nào là tu học tốt nhất, hay nhất? Giờ quý vị trả lời giùm tôi đi. Ai trả lời thế? Nước nào, chùa nào? Thực sự mà nói đó, chỗ nào mà có hành trì, chỗ nào mà có tu tập thực sự thì chỗ đó là chỗ thịnh nhất. Còn chỗ nào mà buổi mai không tụng kinh, buổi tối không có ngồi thiền thì không có Phật tử nào tới hết. Mình phải thấy cái chuyện đó. Cho nên tại sao có những chùa rất là đông Phật tử nhưng mà cũng có những chùa là rất là vắng, là tại vì khi người Phật tử họ phải đặt câu hỏi là tới đó để làm gì. Có thể là chùa nó nấu ăn ngon, người ta chỉ tới ăn xong người ta đi. Có thể là chùa đó có nhiều thầy giảng pháp hay, ta nghe pháp xong người ta đi. Có người thì tới chùa đó bởi vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là một trung tâm, có thể gặp gỡ bà con, bạn bè. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là phải hiểu pháp. Bởi vì Đức Phật nói trong Kinh Đại Bát Niết Bàn là người nào hiểu được Phật thì cái đó sẽ hiểu được Pháp. Người nào hiểu được Pháp thì cái đó sẽ hiểu được Tăng. Người nào hiểu được Tăng thì người đó sẽ hiểu được Tứ Đế. Người nào hiểu được Tứ Đế thì người đó sẽ hiểu được Niết Bàn. Người nào hiểu được Niết Bàn cái đó sẽ chấm dứt sinh tử. Chữ hiểu này nó không phải là hiểu bình thường, mà nó là nhận ra đó. Cũng như chữ chánh kiến đó, có là thấy nghe chân chánh mà nhận ra cái điều chân chánh. Ngày xưa thời Đức Phật đó, đệ tử xuất gia cũng như tại gia đó, chỉ thực hành một cái chánh kiến là chứng quả tu Đà Hoàn. Còn bây giờ thì mình học đủ thứ hết, nhưng mà họ đâu quanh đó hết, thì không nhớ gì hết. Cho nên chỉ một cái chánh kiến không, mà chứng là chứng như thế nào? Các vị A-la-hán ta chứng, ta nói là ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều, kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Quý vị nghe lại ha. Ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều, kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Mình nói được không? Không. Nhái thay là được, nhưng mà thực hành không được. Ta việc sanh đã hết, làm sao mình biết được kiếp sau? Kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp Pháp, sống đời chân tu, giác diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Đây là bài này là có thiền sư Nhất Hạnh dịch trong cái bài Quy Mạng đó. Còn ông Nguyễn Công Trứ thì nói là sao? Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo ha. Mỗi người có một cái nguyện khác nhau, nhưng mà việc sanh đã hết rất là rõ ràng. Những phạm hạnh đã lập, tức là bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định gì là đã làm xong hết. Việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều là kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Mình phải rất là rõ chuyện đó. Còn định nghĩa chữ Như Lai cũng vậy thôi. Tathagata có nghĩa là Như Lai giải vô sở tòng, lai diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, tức là trong Kinh Kim Cang. Như Lai tức là không từ đâu đến mà cũng không có đi về đâu hết. Gọi là Như Lai. Còn mình thì mỗi người đều có một cái ngã rất là lớn. Ở đây ai không có ngã rồi giơ tay coi. Cái xe moa đó, myself, ai không có? Ồ, khủng khiếp quá. Vậy thì ngã nó là gì? Trong Kinh Lăng Nghiêm á, Phật bảo Ngài A Nan là ông hãy lấy hai bàn tay ông đánh lại. Thì Ngài A Nan làm giống như Đức Thế Tôn chỉ bài, dùng hai bàn tay đánh lại. Khi hai bàn tay đánh thật lớn thì chúng ta nghe nhiều quý vị? Nghe tiếng vỗ, nghe âm thanh. Đức Phật mới hỏi rằng vậy thì âm thanh này nó từ đâu đấy, và âm thanh nó đi về đâu? Trước khi ông vỗ thì âm thanh nó ở đâu? Sau khi ông vỗ thì âm thanh nó đi đâu? Nó đi đâu quý vị? Nó không đi đâu.
thì ngã nó cũng vậy thôi. Tại vì mình gán cho nó là ngã, nhưng thực tướng nó không có cái gì là ngã hết. Tại vì mình nghĩ mình là ông A và B, ông C và D, nhưng thực sự cái này cũng do cha mẹ mình gán cho mình, có cái tên đó, rồi mình có công danh sự nghiệp, tài sản của cải, rồi mình nghĩ mình là thế này thế nọ, nhưng mà thực tướng của nó cũng giống như âm thanh của một bàn tay, hai bàn tay vỗ lại thôi. Ví dụ thứ hai, Đức Phật bảo Ngài A Nan là ông hãy ngồi trước tấm kiến. Thì Ngài A Nan đến trước tấm kiến ngồi, thì thấy ai trong tấm kiến? Bài thơ này của ai quý vị nhớ không? Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời mà ta đã trước đã ngồi mấy mươi cuộc nhân thế của cười tiếng khóc. Ai chị ấy cầm? Ai nhớ? Ngày ăn chơi lối dọc đường ngang, đầu xanh nay điểm hơi sương, những e cùng thẹn những thương cùng sầu, đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng như tiên. Thông minh, tài trí thiên liêng, không thương, không sợ, không phiền, không lo, xung bất tận trời cho, có mãi mảnh căn trong, đứng lại với trời. Trong năm ta sống cả đời, nghìn năm mình cũng tinh thần giữa vơ. Mình với ta tuy hai mà một. Mình ngồi đây, ta là trong cái kiến đó. Nhưng mà ta với mình tuy một là hai, cái này là của Tăng Đàn Nguyễn Khắc Hiếu đó. Ông ta có bài Nước Non hạng một, lời thề nước đi đi mãi không về cùng non cũng hay lắm. Nhưng mà bài này là tương đối phản ánh được cái tinh thần Phật giáo này. Vậy thì mình là subject, là chủ thể, ta là object ha. Nhưng mà khi không có mình thì trong cái đối tượng đó có không? Vậy thì ai ở trên gương đó? Mình nhưng không phải là mình. Lấy cái kiến đi thì không còn mình nữa. Thì ngã nó cũng vậy thôi. Và ngã sở, tức là những cái gì mà nó thuộc về mình nó cũng vậy thôi. Thì Đức Phật ví dụ một cái ví dụ thứ ba nè. Ông A Nan có thấy một cái đống củi đó hay không? Thì Ngài A Nan đó bạch Thế Tôn là con có thấy. Đức Phật bảo là ông hãy lấy lửa ông châm ông đốt đi. Thì Ngài A Nan làm như là Đức Phật dạy. Sau khi đốt xong thì củi không còn nữa mà chỉ còn tro thôi. Thì cuộc sống của chúng ta thì nó là vậy. Nhưng mà mình cứ nương vào trong cái chấp ngã đó. Cho nên mình khổ. Mình tu sao mà mình đừng khổ, mình bớt khổ đó. Thì mình tu đúng, thì mình hiểu được pháp của Phật. Còn tu mà cái khổ nó vẫn còn hoài, thực sự là mình tu sai rồi. Mình tu mình phải biết cái giá trị của pháp, nó rất là quan trọng. Khi mà lại kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi lại đến cái phẩm gọi là ứng tận hoàn nguyên, lại đến chín chữ nè, mà từ thân tâm nó dao động khủng khiếp, tức là thể tánh của vô minh vốn là giải thoát, lại đến đây là tâm cũng như thân đều rung động. Trong này quý vị nào có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn là giơ tay coi. Cũng không có, chắc bận quá vậy, kinh nhiều chữ quá. Mỗi quyển có 800 trang, không có nhiều, hai quyển. Mà cái này là thuộc về phẩm thứ 27. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì có tất cả 29 phẩm. Kinh Pháp Hoa có bao nhiêu phẩm quý vị? 28. Thế thì đa phần Phật tử Việt Nam mình đều tụng kinh Pháp Hoa, nên Đại Bát Niết Bàn thì rất là dài. Thì bây giờ nói nè, thể tánh của vô minh vốn là giải thoát. Thì tôi có thể định nghĩa tiếp theo là thể tánh của phiền não vốn là bồ đề, thể tánh của sanh tử vốn là niết bàn. Thế thì bây giờ mình giải thích cái này ra để mình thấy. Vô minh là đứng đầu trong 12 nhân duyên rồi. Vô minh gọi là không có trí tuệ, không có sự hiểu biết, u tối. Vậy làm sao mà nó có thể giải thoát được? Thì mình định nghĩa tiếp thì mình sẽ thấy là phiền não tức là bồ đề, là thể tánh của phiền não tức là bồ đề. Bồ đề nó không ngồi phiền não mà nó có. Từ phiền não nó transfer qua bồ đề, phải trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau. Thì mình chuyển thức thành trí nó cũng vậy thôi. Chuyển cái mê muội của mình trở thành cái tánh chân như Phật tánh, nó là từ cái công dụng, cái dụng công của mình nó là như vậy. Thì sanh tử thì ai cũng phải trải qua hết. Nhưng mà trong sanh tử thì luôn luôn là có niết bàn. Ví dụ dễ hiểu hơn á,
Bây giờ một trái cam nó còn non mình ăn mình thấy nó sao? Chua. Chua. Ai cũng biết mà. Bây giờ nó già, nó chín mình ăn nó thấy là sao? Đó. Bây giờ câu hỏi có hai phần. Một phần là Phật Pháp, một phần là thuộc về hóa học. Bây giờ thì hỏi hóa học trước cái dễ hiểu hơn. Bây giờ chất chua đó từ đâu nó đến? Chất ngọt đó từ đâu nó đến? Giờ thầy cam thì đúng rồi, mình chất ngọt từ đâu đến? À, nó bị oxy hóa, từ chua nó tự nó biến thành ngọt. À, cho anh này tràng pháo tay, đó là hóa học. Còn Phật học thì sao? Phật học thì phiền não thì mình sẽ biến đổi thành bồ đề. Rồi, cho anh luôn tràng pháo tay nữa. Từ trong cái phiền não có sanh tử nó mình biến thành bồ đề. Phật không biến cho mình được, mà tự mình phải biến thôi. À, tức là biến từ cái thân thể của phàm phu này, từ cái trí tánh của phàm phu này, cho nên mình khởi đi từ cái vô minh mà. Và từ cái vô minh đó thì mình dẫn đến cái giải thoát là cũng do mình mà qua cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên thầy Nhất Hạnh có viết trong cái tác phẩm Tri Kỷ của Bụt, coi như là tác phẩm thứ 150 của thầy, viết rất là hay. Bây giờ tôi nói tiếng Anh, ai dịch ra tiếng Việt nha. Câu này thầy nói là there is no way to peace, peace is the way. There is no way to happiness, happiness is the way. There is no way to nirvana, nirvana is the way. Vì nào dịch cho đúng tiếng Việt nha. Lặp lại lần nữa, repeat again. There is no way to peace, peace is the way. There is no way to happiness, happiness is the way. There is no way to nirvana, nirvana is the way. Vì nào xung phong đi, không sao đâu, sai thì... Ủa không ai dịch nổi hả? Dễ mà, à, thầy Pháp Cận dịch ngay con. Lại ôn thì không có ai giơ tay, con xin giơ tay để dịch là... À. Cái chữ, cái đoạn đầu, cái câu đầu there is no way to peace, peace is the way, đó là có nghĩa là không có con đường dẫn tới hòa bình. Hòa bình chính là con đường. Cái câu thứ hai, there is no way to happiness, happiness is the way, có nghĩa là không có con đường dẫn tới hạnh phúc chính là con đường. Và cái câu thứ ba, there is no way to nirvana, nirvana is the way, có nghĩa là không có con đường dẫn đến niết bàn, niết bàn chính là con đường. À, very good, cho tràng pháo tay thật lớn nha thầy. Dịch như vậy là chuẩn. À, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. À, cũng như tục ngữ Nga ta nói đó, hạnh phúc là những gì người ta đang có chứ không phải là những gì người ta đi tìm. Nhưng mà đa phần thì mình sao? Thì hạnh phúc, quý vị đám cưới chúc không sao? À, quý vị được mấy năm? Ồ sao cái này ngộ hả? Tôi hỏi ai cũng cười hết. À, vậy là chúc đâu có thật đâu, phải không? Chắc cũng có mà hiếm lắm, đâu có ai có được 100 năm hạnh phúc nữa. Trong 100 năm hạnh phúc đó chắc đau khổ cũng rất là nhiều. Thì hạnh phúc nó không phải là điều người ta đi tìm, là những gì đang người ta đang có. Cho nên trong Nikaya đến Đức Phật có nói mà một bài kinh rất là hay và nhất dạ hiện giả đó. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến, chỉ có phút hiện tại, tự giác chính là đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bạc yên tịnh trầm lặng. Người nào biết, người đó là hạnh phúc. Và biết sống, và biết không sợ chết. Còn nếu mình không hiểu đạo thì mình rất là sợ chết, nhất là tuổi già, ha, ai cũng sợ chết. Cho nên khi mà chúng ta biết đó, giá trị thực tiễn của nó đó, thì thầy Nhất Hạnh có ví dụ rằng một người đang ngồi trên xe TGV từ Bordeaux hướng về Paris. Thì tuy rằng cái xe nó chưa có chuyển động, nhưng mà người đó đã có một cái direction rất là rõ ràng là hướng Paris. Vậy thì khi mà xe chuyển động thì có mang người đó đến Paris không? Tới. Bây giờ quý vị niệm Thích Ca, niệm Di Đà, niệm Di Lạc gì không biết. Bây giờ Phật có nghe quý vị niệm không? Có không? Ủa sao trả lời yếu quá? À, đúng.
giống như là mình gửi cho ai một cái message đi. Mình vô bằng phím, mình ngồi mình gõ. Nhưng người đó có thể không có mặt ở nhà, cũng như Đức Phật Di Đà bây giờ chắc Ngài đi cổ khác không có ở đây. Nhưng mà cái tư tưởng của mình muốn gửi đến Ngài, Ngài nhận được không? Được. Được mình mới gửi chứ, mà còn không được thì gửi làm gì. Nhưng mà Ngài nói bữa nay ngày thứ ba bà con đi làm bận quá, để Chủ Nhật Phật mới dỡ ra. Thì tất cả những cái tâm niệm của mình, cái hòa bảo của mình, sự mong muốn của mình, sự cầu nguyện của mình luôn luôn đáp ứng, nhưng tùy theo cái nguyện của mình. Thì cái, nhưng trên đoạn đường sanh tử của mình đâu phải là một kiếp, đoạn đường từ Bordeaux đi về tới Paris đâu phải là 100 cây số, có người đi 20 cây số xuống xe, người đi 50 cây số xuống xe, người đi 100 cây số xuống xe. Đó là chứng tỏ pháp tu của chúng ta. Có những người tu thiền lâu năm không thấy tới đâu hết, thôi tu tịnh độ, tu tịnh độ lâu năm không thấy tới đâu hết, thì đổi qua tu kim cang thừa. Thực sự ra thì cái tông nào cũng rất là hay, nhưng mà tại vì mình dở, chứ còn tông nó không có dở. Đi cho tới răng tới chấu, rồi thì mình học tiếp tông khác. Tịnh cũng học, mà thiền cũng học, mà kim cang thừa cũng học. Cũng giống như người biết năm bảy ngôn ngữ, đâu có tội lỗi gì đâu. Hay là mình nói cái ngôn ngữ kia nó dở mà tôi không có học, tại mình dở hay tại ngôn ngữ dở? Thì pháp môn nào nó cũng hay hết. Tại vì mình dở mình nào cũng nổi, mình nói cái đó nó kỳ quá hay là thế này nọ. Rồi pháp môn nào cũng là của Phật nói, mà rồi mình cứ chê pháp môn A, pháp môn B, pháp môn C, thì tại mình chứ đâu phải là tại pháp môn. Chứ điều quan trọng là phải dụng công thực sự. Rồi bây giờ quý vị lên phi trường ở đây, nhà ga này, thấy mỗi người đều xách một cái hành lý. Đấy, có hàng trăm người, hàng ngàn người như vậy. Mỗi người đều nhắm một cái hướng để đi. Có ai đi lộn không? Có chứ, nhiều người cầm tấm giấy mà đi hổ hoài. Rõ ràng là vậy đó. Tức là mình không biết chọn pháp môn để tu học. Mặc dù là pháp môn đã có rõ ràng rồi, nhưng mà mình không có biết thực tập thì mình vẫn đi lộn đường như thường thôi. Cho nên cái phương hướng để mà dẫn mình đến cái sự mà giác ngộ giải thoát đó, thì cần phải định vị cho thật là rõ. Nếu chúng ta định vị không thật rõ thì chúng ta đi suốt đời cũng đi quanh quẩn cái nhà ga vậy thôi. Cho nên cái quan trọng của người học Phật, tu thiền, tu tịnh, tu mặc, bất cứ tu cái gì, nhưng vì tổ sư người ta tu chứng là tại nhất quyết ta hành trì miên mật như Ngài Tiên Hóa tại vòng Phật Thánh Thành chẳng hạn. Đó là lịch sử cận đại của Phật giáo tại Mỹ, hay là một số cái vị đại sư Tây Tạng khác. Thực sự ra thì tất cả chúng ta đều là những con người, không phải là tiên, không phải là thánh, nhưng mà từ con người chúng ta học làm hạnh thánh, làm hạnh Phật, thì chúng ta phải dụng công thật là miên mật. Điều đó là một điều rất là quan trọng trong cái việc mà tu học. Thì tiếp theo tôi mổ xẻ thêm cái câu mà vừa nói đó. Thể tánh của vô minh vốn là giải thoát. Vậy thì cái tư tưởng này đó là cái tư tưởng mà có ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong phẩm Sư Tử Hống chẳng hạn, Đức Phật nói rằng đa phần chúng ta nghe đó, chúng ta biết rằng những người phạm tội ngũ nghịch mà nhất xiển đề thì không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngay cả lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Nhưng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Sư Tử Hống và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì hai loại người này vẫn được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc như thường. Thế thì hai loại người này vẫn được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc với điều kiện đó là người đó phải có cái sự tàm quý, tức là biết xấu hổ những cái việc làm của mình đã gây ra. Và thứ hai đó là phải có những thiện hữu trí thức đi kèm. Đó. Nhưng mà tại sao Phật nói là những người này vẫn có thể có khả năng thành Phật? Bởi vì tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xiển đề cũng bất định. Mà thế nào là các pháp đều bất định? Cái pháp ngày hôm qua nó có thể là đúng, nhưng ngày hôm nay nó là sai, và ngày mai nó có thể là đúng trở lại, cho nên gọi là bất định. Người đó có thể họ không có tin Phật Pháp trong một thời gian nào đó, nhưng mà một thời gian khác người đó phát tâm quy tâm bảo, thọ trì giới cấm. Cái này là cái điều mà trong giáo pháp Đức Phật so rõ cho chúng ta là cái vô minh đó, cái mà phạm tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp thân, làm thông Phật ra máu đó. Trong đó nó cũng có cái tánh Phật. Rồi từ cái tánh Phật mà
Adam có vô cùng gọi là tội lỗi của một cái kiếp nhân sinh đó, mình bước lên để thành thánh thành Phật, thì vẫn có con đường để mà mình có thể đi tới như thường. Huống nhiên là mình bây giờ đang được làm người, đang ở được những sự tự do, mình có thể tu học, mình có thể hành hạnh những pháp môn của Phật, thì quả nó là mình là một người phước báo vô cùng. Đó. Rồi thì Niết Bàn nó vậy, Niết Bàn là đây. Như Ngài Thánh Nghiêm có chia ra là nhân gian tịnh độ, thiên quốc tịnh độ, Phật quốc tịnh độ và tự tánh Di Đà tịnh độ. Những vị mà tu thiền thì đa phần không nguyện sanh về thế giới với Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà Cực Lạc Sukhavati thì chỉ có một thôi. Nhưng mà tịnh độ thì có vô lượng cõi. Pure Land là Reinet Land, nói theo tiếng Đức hay tiếng Anh. Những vị thiền sư ta vẫn sinh về tịnh độ. Tịnh độ là những cái cõi mà giải thoát sinh tử. Thì có nhiều cõi để mà mình có thể về đó. Ví dụ như ở đây kiếp sau quý vị nào muốn vẫn muốn thành người nữ nên tôi chỉ cho đường đi không sao. Đâu có sao đâu, sao ai cũng cười. Có người vẫn thích làm người nữ trở lại. Tôi hỏi tại sao nữa. Dạ thưa thầy, hồi nào giờ con chưa có chồng. Vậy có nghĩa là có chồng là khổ thêm một cái nặng khổ nữa hả? Thì cô thích kiếp sau vẫn làm người nữ. Thì Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai vẫn chấp nhận người nữ. Chỉ có Tây Phương của Đức Phật A Di Đà thì thế giới của Ngài, nếu người nữ muốn sanh về đó thì phải hóa thân thành người nam thì mới có sự hiện diện ở trong cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Nữ thực sự nó không phải là cái điều xấu, mà tất cả những cõi này, những cõi ở thế giới bên trên không cần thân thể người nữ nữa. Còn thế giới của mình phàm phu là phải có sự đối đãi, có người nam, có người nữ để sinh sản, tạo ra những chúng sanh khác. Chứ còn lên làm chư thiên thì ta tự ta biến hóa ra thôi. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn là không có cần có sự hiện diện người nữ, cho nên tất cả là mang thân người nam. Hoặc là tịnh độ của nội cung Đỗ Xuất. Về đó thì là một thời gian nữa, gọi là nhất sinh bổ xứ đó. Một thời gian nữa thì sẽ làm Phật ở một thế giới nào đó nếu mà mình phát nguyện. Thì nói chung á, cái tinh thần tu học của Phật tử Việt Nam chúng ta thì rất là tốt. Nhưng mà bây giờ quý vị phải dùng một cái lời nguyện để phát ra một cái gì đó để làm cái hành trang sự tu học. Thì có một câu chuyện thực tế mà tôi mới gặp đây vào hôm tháng 6 năm 2018 vừa rồi tại chùa Phật Quang ở Thụy Điển, ở Gietsche, tôi kể với vị nghe. Trong đời tôi cũng chưa bao giờ gặp hết. Lần đó thì tôi đi dẫn pháp thì có một thầy thị giả đi kèm. Thì có một cô Phật tử dẫn mấy đứa con nhỏ tới, nó là bạch thầy, con cũng gặp sư ông, con thưa một chuyện. Thì thầy thị giả mới hỏi là có chuyện gì cô cứ nói trước, tôi sẽ bạch thầy. Cô mới nói dạ chuyện này thì con khi nào gặp hòa thượng thì con mới thưa thôi, chứ còn con không có thưa trước. Thầy thị giả mới vô thưa với tôi, nó bạch thầy là có một vị Phật tử muốn gặp thầy, nhưng mà họ sẽ thưa khi mà gặp sư phụ. Thì tôi nói thôi thì sáng mai tụng kinh Lăng Nghiêm xong thì sẽ gặp. Khi mà tôi gặp cổ đó, cô dẫn hai đứa con, đứa con thứ nhì và đứa con thứ ba đấy. Cô cầm một cái quyển sách nó dài cũng khoảng là 1.300 trang. Cô đưa tôi rất là cung kính. Tôi dở ra thì tôi thấy quyển sách này không có phải mực đen mà toàn là mực đỏ. Còn quý vị biết gì không? Máu. Máu nào? Tức là cổ lấy máu của cổ đó, cổ chích máu để mà viết kinh. Đó là trong kinh mình vẫn thường nói là, ví dụ tổ Đơn Hà là đó, những vị tổ Trung Quốc nó thường hay lấy máu, lấy xương làm bút, lấy máu làm mực. Chuyện đó là nghe giống như là chuyện ngày xưa, chuyện tiểu thuyết, chuyện lịch sử, nhưng bây giờ là hiện tại thế kỷ thứ 21 này. Nhưng tôi cầm rất là xúc động. Bởi vì hồi nào giờ chưa thấy ai làm việc này hết. Nếu có thì cũng có 2-3 tờ thôi. Thì tôi hỏi chứ bây giờ cô muốn cái gì? Thì cô nói con muốn sư ông chứng minh giùm cho con là con đã tả kinh Đại Bát Niết Bàn xong phẩm sư Tử Hống nè. Mà kinh Đại Bát Niết Bàn là mấy ngàn trang là quý vị biết.
mà cổ chích máu cho tôi biết là nhờ xong chứng minh cho con là khi nào con còn sống, con sẽ lấy máu của con làm mực và con lấy xương của con làm bút. Quý vị thấy khủng khiếp không? Người đàn bà này chừng khoảng 52 tuổi, không có nhiều. Mà một điều đặc biệt là cô này không có biết chữ, mù chữ. Vậy mà tả kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Niết Bàn bây giờ rất là giỏi. Chỉ có dấu hỏi, dấu ngã thì biết không có đúng, từ giờ không có học văn phạm. Nhưng mà chữ viết rất là đẹp, trang trọng. Quý vị thấy tưởng tượng ha. Trong vòng 15 phút mà tôi viết được 20 chữ ha. Thì kinh Pháp Hoa là 77.111 chữ. Kinh Đại Bát Niết Bàn hai quyển nhập lại thì cũng 500 mấy chục ngàn chữ, thì giờ tôi lại chưa xong hết. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị cứ tính đi. 20 chữ mà 15 phút. Bây giờ quý vị cứ lấy cái số chữ ra để chia ra là cô này phải viết trong bao lâu. Thì cô diễn tả là có nhiều ngày con viết xong rồi con xỉu. Và điều đặc biệt là đứa con cổ 13 tuổi sinh ở bên Thụy Điển đó, Sweden đó. Nó thấy mẹ làm như vậy cho nên nó chỉ biết tiếng Thụy Điển thôi. Nhưng mẹ đưa quyển kinh Báo Hồng Phụ Mẫu và kinh Vua Lăng Bồn, nó chép hết cũng bằng máu của nó luôn. Rồi một cậu bé 7 tuổi, con trai út đó, thì của nó đây là anh hùng tí hon của con đó. Mỗi lần mà cổ phát tâm mà tả kinh á, thì chú bé này nó thôi mẹ cho con góp máu của con để cùng tả kinh để dâng Phật. Quý vị thấy cái hành động của bé tuy là vô thức nhưng mà công đức không có nhỏ, rất là cảm động. Tôi có hỏi một điều đặc biệt là gia đình của cô, người chồng có đồng ý hay không, thì cổ nói là bạch sư ông, là năm đầu là chồng con phản đối bởi vì chúng con ăn chay trường, máu đâu mà lấy ra như vậy, rồi còn đi làm việc nữa. Nhưng mà đến năm thứ hai thì chồng con rất là hoan hỷ. Nào, quý vị thấy đó, mình tu như Hòa Thượng Thanh Từ, nó là chuyển nghiệp đó. Chuyển từ nghiệp giữ thành nghiệp lành. Còn nếu trong gia đình của chúng ta mà người vợ đi chùa thật là nhiều, mà nấu chay mà người chồng không có chịu ăn chay với mình, thì chứng tỏ là cái năng lực của mình còn yếu đó. Quý vị phải chuyển làm sao mà chồng á tự động bỏ mặn qua chay mới là giỏi. Thì mình phải nấu chay ngon hơn, nấu mặn nó dở hơn thì chồng phải ăn chay thôi. Còn muốn ăn thì tự nấu, không có tiệm. Thì tức là mình có nhiều hình thức để mình phải chuyển cho chồng mình trở về cái con đường thiện. Chứ không phải là như người Phật tử nói, thưa thầy, con thì ăn chay trường nhưng mà chồng con ăn mặn, bây giờ con nấu chay, con ăn chay mà con nêm mặn, con có tội hay không? Thực sự đó, cái này là mình tu chưa có đúng. Mình phải chuyển hóa chồng mình. Rồi đi chùa về cũng phải chuyển hóa con mình á. Chứ quý vị đi chùa làm sao mà về nó, má ơi, sao con thấy má chưa đi chùa, má hiền quá, bây giờ má đi chùa về má dữ quá vậy, má là trật lắc rồi, đi không có đúng chỗ rồi. Thành thử á, quý vị nghe câu chuyện này rồi tự nghĩ bản thân của mình coi thế. Có những người ăn chay trường 3 năm rồi, bây giờ ăn mặn trở lại. Chứng tỏ là mình không có một cái niệm thật là vững nơi tam bảo. Mình không có một cái nguyện thật là sâu. Cho nên mình phải có cái nguyện thật là sâu, cái niệm thật là vững, thì chắc chắn một điều là việc nào mình làm nó cũng thành tựu hết. Thì câu chuyện là câu chuyện thực tế nhất và sống động nhất. Thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải là quý vị phải về phải chích máu để viết kinh, nhưng mà trong hiện tại nó là như vậy. Còn tôi có 3 thầy đệ tử, thì một thầy chỉ, một thầy thì đốt một ngón tay, thầy đốt 2 ngón tay, thầy đốt 3 ngón tay. Quý vị thấy khiếp không? Mà tôi là sư phụ không dám làm. Bây giờ sư tử giỏi hơn sư phụ. Là thầy kể thứ nhất là thầy hành nguyện. Thì khi mà thầy phát tâm tu học thì thầy muốn đi Ấn Độ liền, đi qua học bên Đức Lạt La Đạt Ma, thì tôi không cho đi. Về nhà bên Đông Mạch, thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy phát nguyện đốt ngón tay. Mà đốt thì không có kinh nghiệm, thì đi vô nhà thương, quý vị đó đơn giản để nói là mình đốt tay đó. Nói vậy là hợp pháp, mình liền bên đây không được quỷ hội thân thể. Cho nên nó là cắt cỏ cái gì đó, máy, cái máy nó cắt. Thì sau cuối cùng là thì nhà thương nó cũng băng lòng đấy. Thì lần thứ hai đó thì thầy qua Ấn Độ nữa, thì gặp Đức Đạt Lạt Ma giảng pháp, thì thầy phát tâm đốt cái ngón thứ hai.
Lần thứ ba mới là đặc biệt. Thầy Đồng Văn là tiến sĩ, thầy Hạnh Tấn là học xong học viện, học xong chương trình PhD, thầy Hạnh Nguyện là xây mấy chùa bên Ấn Độ với bên Thái Lan đó. Ba thầy phát nguyện như thế này nè, đi Drishtip One Bow, tức là tam bộ nhất bái đó, từ Varanasi. Quý vị đi Ấn Độ rồi quý vị thấy mình đi xe một buổi nó như vậy đó, này ba thầy đi mấy trăm cây số. Ngày xưa thì Đức Phật cũng đi bộ như thế, cứ đi ba bước lại lại, ba bước lại lại, ba bước lại lại, lại ba bước lại xong xuôi rồi đó, đến Bồ Đề Đạo Tràng, tới chỗ tháp Đại Giác Ngộ của Đức Phật, đi trong vòng 3 tháng rưỡi mới hết mấy trăm cây số đó. Ban ngày thì đi, ban đêm thì chỗ nào người ta cho vô ngủ thì vô ngủ, còn không thì ở rừng bụi vậy đó, ngủ như vậy, người ta cho gì thì ăn cái nấy. Đi tới đó phát tâm, thầy Đồng Văn đốt một ngón thứ nhất, thầy Hạnh Tấn phát tâm đốt ngón thứ hai, thầy Hạnh Nguyện đốt ngón thứ ba. Quý vị thấy khủng khiếp không? Đời bây giờ chứ không phải là chuyện đời xưa đó, thì những cái công đức đó của quý thầy cũng như của quý Phật tử thì phải nói là rất là đáng ca ngợi, mà không phải là đáng khuyến khích. Dĩ nhiên là tôi kể ra như vậy để quý vị khi phát tâm niệm một câu Phật hiệu hay là phát tâm làm một cái việc gì đó đó, phải hạ thủ công phu. Làm bất cứ một cái chuyện gì thì mình phải, đây Thượng Tọa Hạnh Tuệ mới vừa được tấn phong chính thức là Thượng Tọa đó đó. Quý vị cho thầy tràng pháo tay. Tuổi trẻ nhưng mà tài cao, là sứ ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Hoa Kỳ, cũng như là webmaster www.com. Quý vị ở đây ai vô trang www rồi giơ tay coi thế. Ồ, đúng là fan nhiều quá. Thôi thì đây là thầy Hạnh Tuệ, tôi giới thiệu thầy Hạnh Tuệ để quý vị tiếp công chuyện của thầy. Thầy nói chuyện trong vòng nửa tiếng đồng hồ ha. Để cho quý vị nghĩ, thầy Dân Đạo Phật, thôi cái gì và quý vị sao. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con kính cung tiễn hơn.